bày tỏ tí nha anh. Dạ. Ba ngày làm việc sinh hoạt ở đây với anh, với nội các của anh và cùng với các bạn ở đây thì đúng là tôi cũng có nhiều cảm xúc rất là lạ. Dạ. Tôi không ngờ là chứng khoán lại mà đa dạng thế này. Từ cái chứng khoán khô khan, nó trầm trầm hay là huyền bí như thế nào đó. Dạ, dạ. Nhưng mà nó rất là sinh động thế này. Dạ, hoàn toàn này. Anh đã giúp được hiểu thêm, giúp tôi cài đặt cái tâm thức tài chính này. Dạ. Tôi cảm thấy như bây giờ cái sơ đồ tài chính đó, bản đồ đó, nó rõ ra. Ok. Có kim chỉ nam nữa. Bây giờ thì cho phương pháp 21 lần lại hại. Lại thêm cái cách nhìn chứng khoán kỳ lạ. Bây giờ thì đúng là không còn đầu, không còn ngắn hạn, không còn dài hạn nữa. Đầu tư chứng khoán là như vậy đó. Và hy vọng rằng khóa sau sẽ gặp bạn sai ngày đây đúng không ạ? Ok. À, xin lỗi anh Thuận, anh đã vừa anh rồi. À, có một điều cũng nhân tiện đây. Dạ. Có các bạn ở đây nữa thì 3 ngày cài đặt tâm thức đã nhìn thấy nhau rồi đó. Dạ. Thì tôi hy vọng là 3 ngày tôi cũng mong muốn có lớp trưởng nữa. Thì 3 ngày này rồi sau đó sẽ là mãi mãi.